bạn kéo chuột xuống trường Identity Data, View Templates và nhấp chuột vào Mechanical Plane ở bên tay phải. Tìm đến tham số là View Range, nghĩa là phạm vi vùng nhìn, chọn Edit. Trong cửa sổ View Range, phạm vi vùng nhìn, các bạn thiết lập như sau. Primary Range là vùng nhìn chính này. Để hiểu rõ hơn các cái thiết lập này, các bạn có thể nhấp chuột vào Show để nó hiện ra các cái cao độ mà chúng ta đang quan tâm. Ví dụ, một là phần trên của vùng nhìn chính, hai đó là mặt phẳng cắt của vùng nhìn chính, và ba là mặt phẳng đáy của vùng nhìn chính, bốn View Depth Level, độ sâu của vùng nhìn, năm Primary Range là phạm vi vùng nhìn chính, nó sẽ được tính từ 1 cho đến 3, mặt trên của vùng nhìn chính này cho đến mặt dưới này. View Depth là độ sâu vùng nhìn, được tính từ mặt phẳng 3 đến mặt phẳng 4. Và cuối cùng, View Range là cái tham biến mà chúng ta đang hiệu chỉnh, gọi là phạm vi vùng nhìn, nó được tính từ mặt phẳng 1 cho đến mặt phẳng 4. Tại đây các bạn chỉnh sửa các cái thông tin sau. Tham số top các bạn đổi sang là thành level above, tức là cái tầng trên ấy, đó chính là tầng 2. Offset để bằng 0. Cut planes offset các bạn để giá trị là 300, tức là nó sẽ đi qua cốt 2m9 nếu mà tính tầng 1. Bottom các bạn chọn là associated level, đây chính là level 1 planning. Ok, apply. Ok, ok. Như vậy tôi đã vừa tạo ra một đối tượng nữa gọi là tầng không kỹ thuật, dành cho thiết kế hệ thống cơ điện trên trần và dưới sàn tầng 2. Các bạn hãy lưu ý đến các cái tham biến mà tôi đã điều chỉnh trong View Range, để sau này trong quá trình tạo lập mô hình chúng ta hiểu rõ hơn về các giá trị cao độ mà sẽ bố trí từng thiết bị vào.